Hello uh, xin chào uh, tất cả các anh em uh, thì uh, ngày hôm nay cũng là ngày đầu tuần mình cũng uh, chúc anh em một uh, tuần làm việc thật nhiều niềm vui. Thì uh, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em uh, về uh, cái mẫu xe mà uh, anh em có thể mua sử dụng đi làm, đi chơi hoặc anh em chở hàng uh, sử dụng mọi chức năng luôn uh, ở cái mẫu xe giá cả lại hợp lý với uh, chi phí sửa chữa thay thế thì cũng vừa uh, 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 túi tiền của mình em thì nói về tất cả các mẫu xe mới hiện nay thì mẫu Seawood là một cái mẫu xe mà nó hiện tại nó thấp nhất trong tất cả các dòng xe của Yamaha ha à, về cái mẫu xe Seawood đó, là nó có hai dòng một là si thường mình đang quay nè là sử dụng bình xăng con còn gọi là chế hòa khí giấc quạt. về kiểu dáng của si thường thì nó thon gọn nó có nhiều màu cho anh em lựa chọn luôn ở màu mình đang quay cho anh em đó là màu trắng xanh màu trắng xanh mới của năm 2024 nha à, anh em nào mà thích cái sự sạch sẽ thì à, sáng nữa thì anh em có thể chọn màu trắng xanh ở phiên bản bánh căm phanh đĩa nha anh em khá là đẹp luôn nhìn cái mẫu xe nó gọn thì nói về mẫu xe xe thường á, thì à, tất cả các anh em đã biết về à, cái mẫu xe thì thường là động cơ 110 cc nha anh em Đó. sử dụng là bình xăng con còn gọi là bộ chế hòa khí anh em đây ở phiên bản mình quay cho kế, kế tiếp cho anh em đó là phiên bản bánh mâm nghe anh em bánh mâm thắng đĩa anh em nào mà thích cái sự cứng cáp của như đầm ở dàn chân đó, thì có thể chọn phiên bản bánh mâm cũng được hoặc bánh căm à, tùy anh em anh em nào thích à, phiên bản nào anh em có thể chọn phiên bản đấy màu mình đang quay cho anh em đó là màu xám xanh mới hoàn toàn nha à, màu xám nhám và được phối với màu xanh nhám về à, đây là anh em bình xăng con này anh em còn gọi là bộ chế hơi khí đó mình sẽ quay cho anh em À, mình sẽ chỉ anh em về bình xăng con là sao khung xăng là sao nhé động cơ của xe thường này anh em nó gọn à, và nhìn cái mẫu động cơ á nó khá là bền ở mẫu xe xe thường nữa anh em thì à, anh em sử dụng xe anh em nhớ lưu ý thay nhớt nha à, mình hay khuyến cáo anh em phải tất cả các dòng xe luôn hầu như là anh em muốn bền về động cơ anh em phải nhớ thay nhớt à, đúng, định kỳ nha còn à, kế tiếp là mẫu cp à, em Tại là phun xăng điện tử anh em phiên bản mình đang quay cho anh em là phiên bản bánh mâm. ở mẫu xe suv y là 115 anh em, động uh, dung tích động cơ là 115. Uh, phiên bản mình đã quay cho anh em là bánh mâm rc anh em. Uh, tất cả các uh, phiên bản của suv wp á là bánh mâm hầu như là phiên bản rc hết nha màu mình đang quay cho anh em đó là màu đỏ đen, khá là đẹp luôn anh em. cái uh, màu đỏ đen này nè khi anh em nhìn ở ngoài á nó nó bóng nó sáng đẹp lắm tại khi mình quay lên camera thì nó nó nhìn nó mờ mờ tí nè về động cơ của FI thì nó gọn cái nắp đầu bò thì nó làm nguyên cái nắp chụp lớn luôn nè đó nó chụp nguyên cái phần đầu trước luôn à, anh em cũng muốn chỉnh cò được nó cũng dễ đó còn bên đây là à, si thường bộ chế hòa khí đây nè về động cơ đây đầu bò thì à, nó không có à, không có hệ thống nước làm mát cho nên nó làm những cái gảnh để mà tải nhiệt anh em sigura by đây vào phun này anh em. Phun xăng điện tử là phun bằng béc nha anh em, còn bên si thường là sử dụng bình xăng con. Anh em cho nên mình quay mình muốn giới thiệu cho anh em để anh em có thể chọn được màu xe mà mình sử dụng đi làm hoặc đi chơi gì cũng được. Cái tiếp là xi WBI cũng phiên bản bánh căm luôn ở bánh mâm nghe anh em. Màu mới luôn anh em. Đó là màu xám đen. GC màu mới của tháng 5 2024 luôn anh em mới về luôn đó anh em màu à, xám đen hoàn toàn mới đây, phiên bản GC đều phối cái tem à, chữ GC nổi nên em mà gom khá là là là, là đẹp luôn thế là trước thì à, cũng có mẫu Seafood GC nữa em cũng được nhiều anh em săn đón ở cái mẫu qua xe và cũng được nhiều anh em môi chuộng màu à, xám phối với màu đen anh em xám nhám màu đen bóng anh em động cơ của xe quýt là 115 còn xe thường là 110 anh em à, xe quýt nó cũng có ba phiên bản nó giống xe thường xe thường cũng vậy anh em đây kế tiếp mình cũng quay tiếp cho anh em đó là phiên bản bánh mâm cũng gc luôn anh em ở cái bản màu vàng này là phiên bản cũ anh em còn màu xám đen mình đang quay cho là mới về luôn anh em đây À, anh em nào mà thích ở cái à, màu nào á, ở cái tem nào nên anh em cứ chọn đời 2023 và 2024 thì nó cũng như nhau thôi, nó chỉ khác thay đổi về mẫu tem thôi anh em. Còn động cơ thì à, hầu như là như nhau hết, những tính năng à, hệ thống điện đều giống nhau hết anh em. Kế tiếp là ở phiên bản bánh căm phanh đĩa anh em, màu à, xám đen. Màu xám này á, là nó khác với ở phiên bản à, bánh mâm nghe, màu xám được phối là cái phần trước còn màu đen là hai cái yếm hai bên hông ở màu xám đen này cái mẫu tem khá là đẹp luôn anh em nhìn nó gọn nó nhẹ ở cái mẫu CQB uh, -E. anh em nào mà thích uh, cái dáng hơi to một tí á thì anh em có thể chọn mẫu CQB uh, -E. còn anh em nào mà thích cái kiểu dáng thon gọn thì uh, có thể chọn mẫu C thường kế tiếp cũng là phiên bản bánh căm phanh đĩa luôn màu đỏ mới nghe anh em màu đỏ mặn á nó giống như màu đỏ của Accentor 155 và mẫu Seawood uh, siwood uh, bộ chế hòa khí cũng có cái màu này nữa nghe anh em khá là đẹp luôn ở cái màu uh, đỏ mặn này luôn thì bánh căm thì nó nhẹ nhàng anh em nhìn dần chân nó sáng ở mẫu uh, siwood FI nè si thường nè nó nhiều màu lắm anh em thoải mái lựa chọn luôn nó có ba phiên bản mà hầu như là tầm khoảng 12 màu anh em cho anh em thoải mái lựa chọn bên kia là màu đỏ tươi nha anh em à, kế tiếp ở phiên bản bánh căm nè anh em bánh căm phanh đĩa màu đỏ tươi khá là đẹp luôn anh em ở cái màu đỏ tươi này á, là nó trước của cái mẫu này anh em nó ra trước là nó đầu 2024 còn cái mẫu màu đỏ mặn này là mới ra đây tháng năm 2024 màu nào cũng được quan trọng là anh em thích cái màu nào mà mình thích thì mình cứ chọn màu nấy thôi còn đồng cơ những tính năng thì đều như nhau hết nhé còn phiên bản phiên bản bánh mâm bánh cam quan trọng anh em thích bánh mâm thì anh em chọn phiên bản bánh mâm hoặc anh em thích sự sáng nhẹ dần chân là nhất là anh em anh em nhỏ hay thích những cái bánh cam á kế tiếp là em Jupiter FI màu bạc đen nha anh em ở mẫu Jupiter FI thì khá là, là là, được nhiều anh em ưa chuộng về cái mẫu xe uh, Jupiter Jupiter FI thì nó có cũng uh, hầu như là bốn năm màu anh em màu uh, đen bạc nè màu uh, đỏ đen nhám anh em đỏ đen màu đen và màu uh, đỏ hiện nay uh, nó mới ra mấy cái màu bóng các anh em khá là đẹp luôn nhưng mà đỏ mặn luôn Thế tiếp là em Seagull uh, FI màu trắng đen anh em. À, anh em nào mà thích uh, sự sáng và có thể chọn màu trắng anh em khá là đẹp ở màu trắng đen luôn. thì uh, Mong rằng những cái clip mình uh, chia sẻ về những cái mẫu xe mới để cho anh em có thể lựa chọn được một cái mẫu xe mà mình sử dụng tốt nhất nha. Mình cũng cảm ơn uh, tất cả các anh em đã yêu quý đăng ký ủng hộ cho kênh của mình. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em. Xin chào.